Liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, ông Donald Trump đã dẫn trước Tổng thống Joe Biden 6 điểm phần trăm trong một cuộc thăm dò. Cuộc thăm dò toàn quốc với 1.250 người trưởng thành ở Mỹ cho thấy ông Trump dẫn trước Tổng thống Mỹ Joe Biden với tỷ lệ 40%, 34%. Số còn lại không chắc chắn hoặc dự định bỏ phiếu cho ứng cử viên khác hay không bỏ phiếu cho người nào. Điều đó thể hiện một lợi thế cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi cuộc thăm dò của Reuters IPSOS được tiến hành trước đó vào đầu tháng 1 này cho thấy ông Trump và ông Biden hòa nhau, khi ông Trump dễ dàng đánh bại đối thủ chính duy nhất còn lại trong Đảng Cộng Hòa của ông là bà Nikki Haley ở bang New Hampshire hôm 23 tháng 1. Khoảng 67% số người được hỏi được thăm dò từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 24 tháng 1 cho biết họ mệt mỏi khi nhìn thấy những ứng cử viên giống nhau trong các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và muốn có một người mới. Tuy nhiên, chỉ 18% cho biết họ sẽ không bỏ phiếu nếu ông Biden và ông Trump là ứng cử viên Tổng thống Mỹ.